Dạ vâng, em xin chào anh Lợi. Thì anh hỏi cái màu vàng như thế nào thì anh chọn cái cây này mã số 12 nè. Thì cái cây này ổng đang búp luôn, gỗ búp đẹp quá chừng luôn, anh lựa đúng cây đẹp luôn nha. Đó, cái tàn ở trên bông quá chừng. Thì cái màu bông là như vậy nha anh. Bên đây cái bông này anh nở bung cánh nè. Không, quay gần cái bông cho anh xem nha. Nãy anh hỏi em màu vàng như thế nào thì ảnh vàng như vậy, vàng rất là tươi, vàng này là 9-10 dưới bông mai luôn á anh. Màu vàng ổng như vậy đó. Cái cây anh chọn đây, tán đều bông rộ hết một cốt chuẩn luôn.